Chào mừng các bạn đã đến với Misu Rosemary Lado và Hương Việt Nam Châu. Các bạn ơi, phải đến 10 năm nay Misu mới nhìn thấy cái em nhộng tầm này. Thế và cũng là một cô em ở bên Upstate New York đã gửi cho Misu, và Misu rất lấy làm sung sướng và làm video ngay để chia sẻ với các bạn. Đối với nhiều người, giống như là chúng mình ăn sầu riêng ấy các bạn, nếu mà các bạn biết ăn thì nó sẽ rất là ngon, mà nếu như mà nhiều người mà không biết ăn thì nhìn con nhộng tầm này thì sẽ rất là sợ. Nhưng mà thực ra em nhộng tầm này thì rất là bổ các bạn. Nó chính là khi những cái em tầm nó nhả tơ ra, sau đó thì nó cuộn thành kén. Thế và người ta sẽ lấy cả cái kén đấy, người ta cho vào nước ấm, và sau đó thì những cái em sâu này nó sẽ nhả cái kén ra, người ta lấy cái đó ra, còn lại thì những em sâu này người ta hấp lên và bắt đầu đem bán. Thì những em này nằm trong kén cho nên nó rất là sạch sẽ các bạn, đồng thời là có rất nhiều vitamin. Và làm thì rất là đơn giản, những ai mà đã từng ăn món này thì sẽ nghiện các bạn ạ. Và hôm nay Misu sẽ mời các bạn cùng vào bếp để thưởng thức món nhộng tầm. Và nhộng tầm này thì bắt buộc phải có lá chanh. Đây là lá chanh cũng là của các bạn trong Hương Việt Nam Châu gửi cho Misu, bởi vì là năm nay ở New York rất là khó mua lá chanh. Chúng ta chỉ cần lá chanh này và một củ hành khô với lại một chút hai cái nhánh hành này. Còn lại thì bây giờ thì chúng mình sẽ vào bếp cùng với Misu, chúng mình sẽ rang cái em nhộng tầm này và cùng thưởng thức với cơm nóng thì thôi bay hết bay nồi cơm. Trước hết này là chúng mình sẽ đổ phần em nhộng tầm ra đây. Đây là hai lạng nhộng tầm đấy các bạn. Nó gần giống với em đuông dừa. Em đuông dừa thì to hơn đúng không các bạn? Nhưng mà Misu thèm ăn cái này từ lâu lắm rồi. Mà trời lạnh lạnh như thế này thì ăn rất là ngon. Bây giờ chúng mình sẽ đổ ra này. Và chúng mình sẽ rửa qua đi cho Misu. Xong rồi các bạn, bây giờ thì chúng mình để ráo. Và trong khi đợi em nhộng tầm này ráo nước thì Misu sẽ đi cắt hành này và cắt lá chanh, rồi chúng mình sẽ vào bếp và rang em này cùng với Misu nhá. Giờ chúng mình bắc bếp lên này, cho Misu khoảng độ 2 tablespoon dầu ăn. Còn đây là cái mỡ heo làm ngon nhất đấy các bạn. Misu thắng để Misu xé xào với lại hoặc là làm bánh. Misu cũng đã có video chia sẻ cho các bạn cách thắng mỡ heo này để làm bánh và để làm tóp mỡ rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy 2 tablespoon này, cho Misu cái phần đầu hành trắng và củ hành khô chúng mình vừa mới băm cho vào, chúng mình xào cho nó thơm lên nha. Khi hành khô thơm rồi các bạn thì chúng mình sẽ vặn nhỏ lửa xuống cho Misu này. Vặn thật nhỏ nhá, mức nhỏ nhất. Và bắt đầu các bạn sẽ cho phần 200g nhộng, là 2 lạng nhộng vào đây. Cho Misu 1 tablespoon nước mắm ngon. Thế rồi các bạn nhúng lấy tay lấy một chút xịu 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 muối. Đấy, như thế này. Và khoảng độ xịu 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 đường, khoảng độ 1/3 teaspoon. Rồi, chúng mình sẽ để lửa thật là nhỏ liu riu thôi nha các bạn. Chúng mình sẽ đảo cho em nhộng này nó ngấm mắm muối này. Rồi là cái phần dầu ăn với hành đó vừa nãy chúng ta phi lên sẽ làm cho em ấy sẽ ngậm tất cả các phần gia vị này vào sẽ rất là thơm. Và phần thành phẩm ra làm sao chúng mình phải để thật là nhỏ lửa để vẫn còn nguyên con nhộng này, và con nhộng nó phải săn để lúc mình ăn á cắn nó tách tách ra ra các bạn, và nó rất là bùi, ngon lắm, đi hết cả nồi cơm luôn. Đó, chúng ta để như thế này thôi và đảo nhẹ nhẹ thôi nha các bạn. Và lửa liu riu như thế này cho Misu này. Chúng mình cho một xịu 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 đường như Misu với mắm với muối, để cho cái đường đó nó điều vị cho mắm và muối nha. Phải có một chút xịu giống như mình rang tôm á. Để nhỏ lửa một chút, các bạn nhìn sẽ thấy em nhộng tầm này là ra nước. Nó như thế này này. Sắp được rồi đây các bạn. Và Misu nhá, các bạn tuyệt đối không cho nước nha. Cho nước vào nó tanh lắm. Misu thấy nhiều video các bạn cho nước vào mà Misu rất là sợ, bởi vì là chúng mình để nhỏ lửa như thế này thì bản thân em nhộng này sẽ ra nước đó các bạn. Và cứ để cho nước cạn rồi mình sẽ vặn thật nhỏ lửa liu riu như thế này này. Và chúng mình thỉnh thoảng đảo xóc như thế này thì em nhộng sẽ rất là ngon và nó thơm, nó không bị tanh. Khi em nhộng
bắt đầu rút nước như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ nêm nếm theo khẩu vị của các bạn nha. Nhưng mà của Misu cho như thế này thì rất là vừa rồi. Đấy các bạn nhìn này, rút hết nước rồi. Bây giờ thì cứ như vậy để cho chúng mình đảo nhẹ hoặc là xóc nhẹ như thế này này, để cho em nhộng nó phải săn cứng vào với các bạn thì ngon lắm, nó bùi ơi là bùi luôn. Các bạn nhớ phải để lửa nhỏ nhá. Xong rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn này, các em nhộng này. Đó, để lửa thật nhỏ nhá. Nó bóng như thế này và để nguyên cái hình em nhộng nó không bị nổ phồng lên, có nghĩa là các bạn để lửa quá to và nó phải săn chắc như thế này nha các bạn. Rồi, bây giờ thì Misu sẽ tắt bếp này. Chúng mình sẽ rắc một chút ít lá chanh vào, một nửa thôi nha. Thế còn lại một nửa thì để chúng mình trang trí và một chút hành vào. Rồi, mình đảo nhẹ nhàng lên. Các bạn nhìn em ấy rất là ngon. Và riêng nhộng tằm này với lại lá chanh thì nó thơm, nó dậy mùi lắm các bạn. Bây giờ đã đang thơm lưng cả bếp lên. Và Misu sẽ múc ra đĩa và Misu sẽ mời các bạn cùng thưởng thức em nhộng tằm này cùng với lại cơm nhộng rang các bạn ơi. Từng em nhộng tằm vàng óng này, ngấm gia vị này và khô sắt lại rất là ngon. Bây giờ thì chúng mình sẽ rắc thêm một chút lá chanh nữa vào này, thơm lừng các bạn. Em nhộng tằm này rất là bổ. Và phần thành phẩm các bạn nhìn Misu nhắc lại một lần nữa là các bạn phải rang trên lửa nhỏ và làm sao để chúng ta tạo ra được một em nhộng như thế này, là còn nguyên em này, vàng óng này. Và Misu sẽ cắn cho các bạn xem ở phía bên trong nhá. Đấy các bạn nhìn này, nó sắt lại như thế này và phía bên trong nó đặc như thế này các bạn, thơm ngon bùi lắm cơ. Và nếu các bạn thích, Misu xin mời các bạn cùng vào bếp và thưởng thức món ăn dân tộc nhộng tằm với lá chanh, ăn bay hết nồi cơm đấy các bạn. Chúc các bạn thành công và ăn ngon miệng.